chỉ mang tính chất giải trí, tạo sự vui vẻ và giúp mọi người được xả stress sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nhớ là đừng làm theo nha. Tôi biết rồi, tôi nghỉ chơi luôn đó. Ngày xưa chắc chắn nhiều người thường hay nghĩ là đi học thì bị bạn bè bắt nạt, mình lớn lên đi ra cuộc đời làm ăn bươn chải thì bị sếp và người yêu bắt nạt. Cái đó là người khác, còn tôi thì bị anti fan bắt nạt. Đấy, nghe có vẻ lâm ly bi đát nhỉ. Nhưng mà tâm trạng của tôi vẫn luôn vui vẻ và yêu đời, còn yêu luôn cả mấy bạn fan. Và mấy bạn đang xem video này của tôi, tôi sẽ không bao giờ yêu những bạn mà xem chùa mà không ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút like cho tôi nha, buồn lắm à. Come on. Vì tôi là một con người rất rất là mạnh mẽ, nên là tôi phải cố gắng để không bị anti fan bắt nạt bằng cách không phải bằng cách này nha, lộ mày. Bằng cách này đó chính là rất ngàn kẹp ngân. Tập luyện đi mấy đứa ơi, tập luyện để có thể mà có sức mạnh, có niềm tự hào để cho muốn mẹ nhìn thấy người yêu, nhìn thấy người yêu cũ thì cũng nhìn à, người yêu cũ không được nha, bạn bè anh em họ hàng nhìn thấy một sức mạnh vô biên. Thôi tập tạ xong rồi mình nói tiếp nha. Rồi, nhưng mà trước khi để có thể mà đánh bại được anti fan của chị Cô Bỉ thì chúng ta cần nên đánh bại những người này đầu tiên, đó chính là cô gái à. I am Barbie girl, em là Barbie world world, I do not say share nè, I do not nè. Rồi, vô, 1, 2, 3, yeah. Ok, ok, đánh bại không, đánh bại được không? Ui dồi, ui dồi, ui dồi, ui dồi, yeah. Dễ, dễ, mẹ chị gái này, bye bye chị gái. Oh my god, đó. Rồi, người tiếp theo là tôi nghĩ cũng sẽ rất là mạnh. Ôi trời, sao lại có Uchiha? Sao lại có tập Uchiha ở đây vậy mọi người? Ôi còn sao lại có Dragon Ball ở đây vậy? Ôi còn sao lại có, trời ơi. Thôi kệ đi. Vì một tương lai không bị anti-fan bắt nạt, chúng ta cần phải mạnh mẽ. Rồi bây giờ việc đầu tiên là đúng thiệt là cần phải tập luyện các bạn ơi. Nhưng mà hình như là tôi được lấy cái gì đó, một con pet đi. Ok. Ui ôi. Rồi tôi đã được nhận miễn phí một con pet nào đó rồi. Để tôi vô kho tôi lấy cho tôi biết biết anh em à. Đây con pet này là con pet này có tên là con, đây là con cá mập đu 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 anh em ơi. Ừ đây là con cá mập đu 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 với cái sức mạnh của nó là 40 step hack gì đó. Ờ nói chung mình cứ thử đi các bạn à. Ừ nói chung là cứ thử đi, tôi cũng biết nữa. Rồi mấy cái này là tôi nhận quà mày. Ôi ôi lại thêm pet nữa à. Ôi ôi con khỉ anh em ơi, may quá may quá. Con khỉ này nó yếu còn hơn cả cái con cá mập luôn các bạn ơi. Rồi nhưng mà thôi kệ, tôi cứ lấy luôn con khỉ đi anh em ơi. Rồi rồi đem hai con pet này đây. Ok. Ở nhưng mà bây giờ để tôi tập luyện cái bé má là tập luyện cái không tập luyện là không được nha. Này tôi có thể tập luyện được cái 3 kg luôn em ơi. Rồi bây giờ mình tập gì 2 kg làm chi, tập luôn 3 kg. Ok yeah, đúng rồi, tập lên đi bé đấy ơi, để mình có thể đánh bại được những con người ở đây. Trời ơi quá là đơn giản em ơi, quá là đơn giản, quá là đơn giản. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện. Cái này là tập luyện auto nha anh em ơi, chứ tôi ngồi tôi xem cho vui vậy. 15 minutes later. Ôi trời ơi, Minnie ơi, còn gì để cản trở trong khi mà trời ơi, tôi đang cầm cái tạ 150 kg luôn các bạn thấy chưa? Đây, 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 cầm cái tạ 150 kg với 21.000 sức mạnh như thế này. Rồi bây giờ để tôi solo thử với cái ông này luôn nha anh em ơi. Ok, rồi, vô, let's go. Ôi ôi, ôi ôi, một phát là hắn bại là tại kỹ năng luôn. Đại đại anh em biết chưa, rồi tới là Uchiha nè. Rồi, ok rồi, vô, let's go. Oh my god, oh my god, oh my god. Ôi ôi, trời ơi, em thấy gì không? Trời ơi, tôi đẩy ông này cái là ông bay lên trời mây luôn mọi người. Rồi, bây giờ là tôi sẽ chơi thử với cái người này luôn nha. Oh my god, vô, 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 vô
tôi chơi thử với cái ông này xem được không nha bạn ơi. Ok ok. Ui ôi, cũng mạnh phết luôn mọi người ạ. Cũng mạnh phết luôn. Rồi goodbye. Ông này cũng mạnh phết luôn. Rồi bây giờ để tôi thử chơi với Luffy gì đâu mà sẽ tự nhiên để tên shipper cho người ta là kỳ vậy trời. Ủa alo. Rồi let's go. Ui ôi, Luffy mạnh quá mọi người ơi. Luffy rồi xong rồi. Trời ơi, Luffy quá mạnh luôn mấy bạn ơi. Nên là bây giờ tôi nghĩ là tôi cần phải tập luyện chăm chỉ rồi các bạn ơi. Cần phải tập luyện chăm chỉ rồi. Ok, ở đây là mình có ui 6 bờ nè. Bây giờ mình đang có 22 bờ rồi. Đây rồi, lấy 20 bờ là 650kg các bạn ơi. Tôi đang cầm cục tạ 650kg mọi người. Oh my god, cay quá. 1 hour later. Trời ơi, nãy giờ ngồi cày gì cả tiếng đồng hồ tôi mới lên được 122 bờ ở đây ơi. Rồi nhưng mà bây giờ tôi sẽ thử quay cái con bét giận mai nha. Ui ôi rồi, thôi nói chung cứ quay thử đây đây ơi. Rồi con bét gì đây nào, gà con mái. Ủa, ê, hình như con này phế nhất anh em ơi. 45% mọi người. Ê không phế nha, con họ biết phế con 45 này được nha. Rồi tôi sẽ cố gắng thử bỏ cái con này để coi cái nó có ra hai con này không ta. Ok, thử nha anh em ơi, xem coi làm được hay không nha. Ui ôi bà nội ơi, nó vẫn ra con đó bay ơi. Bay ơi thôi mệt quá, tôi lên này luôn đi. Rồi vô, let's go, ra con gì đó. Ôi, sao ra con này hoài vậy. Có thể nào ra con khác được không ạ? Vô làm quả, vô làm cái nha mọi người. Vô làm bụp nha.
5 minutes later. Sao từ kiếp này tới kiếp khác thì tôi đã lên được 54,2 thì ra đây là con số cũng khá là nhỏ anh em ơi. Trời ơi, tôi đang đứng top cuối cùng ở trong cái danh sách của cái game này luôn á anh em. Với cái sức mạnh vô biên hình thánh vãi cả chưởng như thế này rồi, ảo ba vũ trụ như này luôn ấy vậy thì trời ơi, tôi mà chơi với Naruto là đơn giản nè anh em, nhịn lần duy nhất nè. Đây 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 đây. Một phát dạng cái là bán mai Naruto luôn. Rồi cuối cùng là boss cuối luôn nha anh em ơi. Đây 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 đây. Ui giời ơi, trời ơi. Phá đảo một cách nhanh nhất luôn anh em ơi. Qua cái đảo khác thì mình chỉ cần 5 bờ phần thắng thôi. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ chơi thêm tí để tôi có thể đặt pet nha anh em. Tôi cay lắm anh em ạ. Tôi cay vãi chữ luôn. Tôi sẽ cày cái đây để tôi đặt pet nha anh em ơi. 15 minutes later. Đây. Later. Sau khi mà tôi nâng cấp lên thì tôi cũng không thấy con nào mạnh đó anh em ơi. Trời, nó cũng như nhau thôi, kệ đi, ra mấy con này được rồi. Rồi bây giờ qua một cái vùng đảo tiếp theo luôn nha anh em ơi. Trời ơi, hôm nay là tôi cày từ khuya tới sáng luôn anh em ơi. Cày giả mang con ngang luôn mọi người. Rồi để tôi xem cái ký tạ ở đây nó như thế nào nha. Ui ôi, mấy cái tạ này nhiều vãi chưởng luôn các bạn ơi. Đó, mà tôi đã cày lên được 55 rồi nên là tôi sẽ lấy cái này thử ra để coi nó nâng cấp cho tôi bao nhiêu nha anh em ơi. Oh my god, nó nâng cả 20m luôn anh em à, 22m luôn, nhiều vãi chứ. Wow. Rồi, ở bên cái phần bet là 20m bàn thắng nè, rồi ở đây là 250m, rồi để tôi mở thử cái 20m ra coi có con bet nào không nha anh em ơi. Oh my god, oh my god. Ui ôi, con gì đây? Con này 66%, nhưng tôi không biết là nó có mạnh hay không. Bay ơi, nó yếu xìu bay ơi. Sốc tinh thần luôn đó bay. Trời ơi là trời. Ui rồi ơi. Rồi ở bên đây sẽ có những con quái vật nào để mình có thể solo đây ta. Ui ôi, 38B mới chơi lại được cái nhân vật này anh em ơi. Ở trong Naruto rồi, thử chơi luôn nha mọi người. Ok ok ok. Vô 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 vô. Mày bưởi mày bưởi. Vô 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 vô. Ui ôi, mạnh vãi chưởng luôn mọi người. Bye bye. Và mình đã nhận được là 9M bàn thắng anh em ạ. Còn ở bên đây là tên là Tezu. Ui ôi, 230B mới chơi lại đây bơi. Khó thế nhờ. Khó phải chữ ra luôn. Trời ơi, không cày nổi đi mà mọi người. Buồn ngủ quá mới đi ơi. Nên là thôi tôi nghĩ là tôi sẽ đập pet nè anh em. Đó rồi. Sao tôi toàn ra mấy con mà nó xui xui quá bạn. Thiệt luôn á, nó ra mấy con nó đúng xui luôn á mọi người. Nó không còn gì ngoài cái chữ xui luôn ở đây luôn á. Tôi thất vọng quá đêm ơi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Bây giờ mắt của mình nó không còn mở lên vì đã cày cái này rất là lâu rồi mọi người ơi. Ok mọi người ơi, thì chắc là mình cũng sẽ được kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ like, share, subscribe và nhớ video của tôi nha. Còn bây giờ đi, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi video mới nhất một ngày mai nha.